Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức 20 phiên sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, thu hút gần 5.000 lao động tham gia. Các sở ngành địa phương cũng đã thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách, chương trình đề án về giải quyết việc làm trong nước, chú trọng hỗ trợ lao động di si cư từ nông thôn ra thành thị đến các khu công nghiệp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng cường công tác tuyên truyền định hướng và tư vấn về nghề nghiệp chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động